cuộc đời mình á, không chỉ gặp thứ ba, mình gặp thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bảy, chủ nhật cơ. Thành ra là lần nào nó cũng đau như lần nào mọi. Ellie Trần kể chuyện khi đang mang bầu ca đi tận mắt thấy chồng âu yếm nhân viên ở bar. Chồng không xin lỗi còn có hành động không ai chấp nhận nổi. Sau khi ra phần một tố chồng lừa dối lúc mới cưới, mới đây Ellie Trần đã ra phần hai. Cô kể năm 2013 cô mang bầu ca đi. Một đêm nọ, tầm 2 tháng 3 giờ sáng, cô thức dậy nhưng vẫn chưa thấy chồng về. Sau khi kiểm tra được vị trí từ điện thoại thì Ellie Trần phát hiện chồng mình đang ở một nightclub. Cô đến tìm chồng chứng kiến cảnh tượng không ngờ tới. Tôi đón taxi đến thì đập vào mắt tôi là cảnh chồng tôi đang hôn môi ngấu nghiến với một cô nhân viên nữ trong công ty. Trong ánh đèn nhòe nhòe của vũ trường, tôi bắt đầu nhận ra xung quanh là những gương mặt của nguyên dàn lãnh đạo trong công ty của anh ấy. Họ vỗ tay, hò hét, thích thú, kích động. Dù bị vợ bắt tại trận ngoại tình với nhân viên, nhưng chồng Tây thay vì giải thích đã nhanh chóng kéo người đẹp ra khỏi club một cách quá đáng. Tôi đi đến bàn và giằng tay chồng tôi ra. Tôi hỏi anh ấy đang làm cái gì vậy? Chồng tôi thả cô nhân viên ra quay sang chụp lấy sau gáy của tôi và nhấc bổng tôi lên. Trước mặt tất cả mọi người anh ấy lôi tôi ra cửa nightclub, ném tôi vào taxi 7 chỗ và anh ấy cũng lên xe. Thậm chí, anh ta có hành động kỳ lạ hơn khi gần về đến nhà. Nhưng khi về gần đến nhà, xe bắt đầu chạy chậm lại thì anh ấy tông cửa xe bỏ chạy đi mất. Hiện tại, câu chuyện hôn nhân của Ellie Trần vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm và theo dõi.